Vâng, em xin kính chào tất cả các quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Phượng Kỳ TV. Và trước mắt chúng ta là một combo gồm có một chiếc lọc Victor xe 80 và một chiếc Omni Pioneer SA 7825 mã và một cặp Bose 301 AV sơn màu trắng e căng màu xanh. Thì chiếc lọc Victor em bán với giá là 9 triệu tiền Việt Nam đồng và em sẽ bao ship cho các bác. Em bao ship đường biển cho các bác từ Nhật Bản về Việt Nam. Và chiếc Omni Pioneer 7825 mã này em bán với giá là 10 triệu tiền Việt Nam đồng và em sẽ bao ship đường biển cho các bác từ Nhật Bản về Việt Nam. Và cặp Bose 301 AV màu trắng lưới màu xanh này em bán với giá là 12 triệu tiền Việt Nam đồng và em sẽ bao ship đường biển từ Nhật Bản về Việt Nam cho quý vị và các bạn. Vâng, mọi chi tiết xin quý khách vui lòng liên hệ theo số điện thoại của em trên màn hình hoặc quý khách hãy để lại phần bình luận, em sẽ vào trả lời bình luận của quý vị một cách sớm nhất có thể. Và bây giờ em xin mời tất cả các quý vị và các bạn chúng ta tập trung vào màn hình để chúng ta thưởng thức một bản nhạc thân quen và để kiểm âm các thiết bị mà em đang quay trong clip này. Chiếc Omni này, một bên trái bóng đèn của đồng hồ vú bị cháy và khi bán em sẽ có kèm theo bóng để các bác về tự thay hộ em. Máy em chưa vệ sinh. Có lẽ em phải tạm dừng video ở đây và mọi chi tiết xin quý khách vui lòng liên hệ theo số điện thoại của em trên màn hình. Và một nữa em xin chân thành cảm ơn tất cả các quý vị và các bạn đã ghé thăm kênh Phượng Kỳ TV và rất vui được hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo của em.